xíu nha. Một này này, cái người nào mà học bài ấy thì sẽ biết rằng là sẽ có năm cái tính chất của đất, nhưng anh nào mà chép phao ấy, năm chín giải phóng ấy, năm chín giải phóng bây giờ có cả phao tiếng Anh rồi đấy, thì người ta sẽ ghi là có sáu tính chất đấy, và các thầy chỉ nhìn thứ sáu là tôi gạch luôn đấy. Nghĩa là người ta đưa cái phần classification vào thành cái tính chất thứ sáu. Ừ, tại sao thế? Tại vì cái bố trí bài giảng mà cái phao người ta sử dụng đấy, đấy người ta bố trí kiểu đấy. Thế nên tôi thầy cảnh báo trước nhé. Đây này, khi thầy giảng bài này, cái phần một nhỏ các bạn nhớ không ạ? Tôi để một là definition đúng không? Thế thì cái phần tính chất phải vứt cái definition này đi, bắt đầu từ số 2 thôi đúng chưa? Số 2 nhìn cuối cùng là gì? Đây, allowable following velocity, nó là gia tốc. À, xin lỗi, nó là vận tốc cho phép của dòng chảy. Đấy, thế mà bản chất chỗ này đây mới chỉ là cái tính chất thứ năm thôi, đúng không? This is the fifth property. À, đây là cái tính chất thứ năm. Đấy, nhưng mà tại vì chỗ này 6 thì đâm ra là thế bây giờ cái thằng làm phao ngoài kia thì nó phải nhét thế nào cái đủ số 6 đây. Đấy, thế đây là một cái bẫy. Thế các bạn nghe phải lưu ý nhá, học thì rất để ý. Được chưa? Thế hôm trước thầy mới nói các bạn là gì ạ? À, mình là KTE đúng không? Mình là lớp chúng ta được đào tạo với những cái tài liệu nước ngoài rất là nhiều, thì hãy cố gắng tiếp cận với những quan điểm trong cả cách học, cách đọc và cách suy nghĩ. Đó, và thầy hôm trước thầy đã dùng cái từ gì ạ? Reliable resource, đó là những cái tài liệu đáng tin cậy. Bạn nhớ giúp tôi nhé, tài liệu đáng tin cậy. Đó, thế thì các bạn cũng có thể đây, thầy sẽ giới thiệu và có thể cuối giờ thầy sẽ phải nhắc lại một lần nữa, vì thì thầy biết rằng chắc là hôm nay là nhiều bạn là giờ này vẫn đang ngáy ngủ lắm. Đà. Cái quyển này các bạn hoàn toàn có thể download được ở trên mạng nhé, bản PDF rất nhiều nhé, thế nên là thầy sẽ không gửi link nhưng mà thầy sẽ cho các em xem nhé. Đây, các bạn có thể gửi cái hình này cho nó bé xíu vậy. Đây là cái hình nào nó to to hơn. Đây. Được chưa? Đấy. Rồi thầy sẽ gửi cái thầy sẽ tìm cái link PDF thì gửi cho các em luôn. Các em có thể tham khảo cái cuốn này nhé, download trên scribbler.com cũng được nhé, có rất nhiều cái phần mềm, cái trang web có thể link được cái link ở trên này cho các em nhé. Được chưa? Đấy. Đây là cái cuốn Construction Method and Management. Cuốn này thì cũng có thể gọi là một trong những cái cuốn kinh điển về kỹ thuật và quản lý thi công. Các bạn nhớ giúp tôi nhé, Construction Method là phương pháp thi công đúng không? Mình có thể gọi nó là kỹ thuật thi công cũng được. Và Construction Management là về quản lý thi công, hay gọi là quản lý các cái công tác xây dựng đấy. Đấy thì các bạn có thể xem trong cuốn này, được không ạ? À, thầy có file PDF, nhưng file PDF nó rất là nặng. Chính vì thế là không không gửi trực tiếp cho các bạn được. Đó, nhé, tác giả là Nunnally. Rồi mình sẽ mở ra xem trong cuốn này thì cái phần bố trí của nó có rất nhiều cái đặc điểm tương đối giống về cách bố trí, về cách cấu tạo so với giáo trình tiếng Việt của mình, và các bạn có thể dùng nó để mở rộng thêm vốn từ. Được chưa? Cũng giống như nếu như sau này các bạn làm chuyên sâu về xây dựng mà sử dụng tiếng Anh ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể phải dùng những cái cuốn này để tìm những cái từ ngữ, những cái phần chuyên ngành của nó. Thì đấy là thầy chia sẻ với các bạn nhìn trên khung chat được chưa, các bạn thấy chưa? Đấy, cái bản các bạn đâu này, nó là cái bản Nalin đấy, cái bìa nó màu đỏ sậm này, đấy. Cái cuốn bìa mới này thì là cái cuốn mới tái bản sau này, thì thật ra thì cũng chưa có file PDF ở trên mạng đâu, còn nếu bạn nào có mà tìm được các thứ thì tốt quá, thì cũng chia sẻ lại với thầy nhé. Được chưa? Tập sẽ dùng quen những cái từ này đi, construction method, construction management. Mình là lớp KTE mà. Đó. Rồi, thì đây là cái phần chia sẻ kiến thức. Ok guys, good for me. Because I think most of you are sleeping, right? Most of you are sleeping in your blanket, something. Rồi, cố gắng tập dậy sớm nhá, dậy sớm cho nó tỉnh người nhá. We continue what we stopped yesterday. Swell. Swell là gì ạ? What is swell? Độ tơi xốp, đúng không ạ? It features for the capability of volume changing of the soil
Before and after excavation, right? After excavating, whatever. And we symbolize by a letter rho. This one, cái này mình gọi là ký hiệu là chữ rho nhé. Okay. And the unit is percent, percentage. Nghĩa là đơn vị là phần trăm. Okay. Good enough. Now, for this volume, there are two new words you need to remember. The first one, V0, you call it the bank volume. Bank volume mà nghĩa tôi nhé là thể tích đất nguyên thổ. Bank, bank ở đây nó không phải là nhà băng, nó không phải là bờ sông cái gì cả. Yeah, bank volume người ta gọi là nguyên thổ. Đấy, origin đấy, original, đúng không? Nghĩa là cái natural state of soil before any touching, before any affecting, đúng không? Trước khi chúng ta tác động bất cứ cái gì vào nền đất. Đấy, ta gọi đấy là thể tích nguyên thổ. Nhớ giúp tôi. And after excavation, then we got a new volume of soil and we call it the loose volume. Loose volume là thể tích đất sau khi được đào lên, đúng không ạ? Đấy, loose là nó bị lỏng ra rồi, đúng không ạ? Nó bị lão ra rồi. Mình dùng như thế. Vậy là bank volume and loose volume. According to this formula, now please look at this. Yesterday, we take an example of the bank volume saying that after we take that volume of soil out of its original position, then the volume will increase because there is no more pressure around that volume of soil, right? Thì hôm qua chúng ta đã nói là gì ạ? Là sau khi chúng ta bứng cái thể tích đất đấy lên khỏi cái trạng thái tự nhiên thì cái áp lực xung quanh làm sao nó mất đi và thể tích đất đấy nó tăng lên, nó nở ra, đúng không? Increasing volume. Meaning that the loose volume in this formula is larger than bank volume. Nghĩa là thể tích đất sau khi đào sẽ lớn hơn thể tích đất nguyên thổ. My question is there any chance that this V is less than V0? Thế có khi nào cái trường hợp V này nó nhỏ hơn V0 không? Theo các bạn, có hay không? Có hay không nào, mình phải suy nghĩ nào. Đấy, đây cũng là một trong những cái bẫy đấy. Bẫy khi mình tính toán với các bạn phải làm thí nghiệm hiện trường nhỉ, đúng không? Hoặc là các bạn phải tính toán. Bây giờ thầy sẽ lấy một cái ví dụ tại sao chúng ta quan tâm đến độ tơi xốp nhé. Ok, this here is the example. Reasoning why you need to take care of this well factor. Again, yesterday I told you, whatever you do, whatever step you do, what the final result, the final target you must do is calculate, estimate the cost of construction activity. Đúng không? Cái mục đích cuối cùng của các bạn là tính toán ra chi phí của cái hoạt động xây dựng đấy. Now, I'm the owner. And I have my own house building. I have my own house built. Phải đang xây nhà. And you guys must estimate the cost for my foundation construction. Các bạn phải tính toán chi phí cho việc thi công cái móng công trình của tôi. Ok chưa? Nào, tất cả làm việc với thầy chưa? Rồi, bây giờ nôm na thôi, các bạn bóc cho thầy xem là bây giờ để thi công một cái hố đào, in order to finish one foundation pit, how many activities are included? Để thi công một cái hố đào đấy, thầy nói là cái hố đào thôi nhá, thầy chưa nói gì đến bê tông cốt thép. Một cái hố đào foundation pit thì sẽ có những cái hoạt động gì liên quan? Tưởng tượng trong đầu tôi đấy nào, các bạn tưởng tượng trong đầu cho tôi. Đang có một cái miếng đất rất bằng phẳng này, bây giờ tôi chỉ cho các bạn đào đúng một cái hố. Mà sao phải hoàn thiện xong thì nó sẽ gồm những cái hoạt động gì, những cái hành động gì các bạn phải execute, các bạn phải thực hiện ở đây. À, cái này cũng chính gọi là quy trình thi công đấy các bạn nhé. Kỹ thuật nó nằm trong cái quy trình. Các bạn nắm được quy trình nghĩa là các bạn nắm được đầu việc. Sau này các bạn học tổ chức thi công ấy, các bạn sẽ gọi đây là những cái item. Any construction activity in project management, we call them the item or the task. Đấy, sau này các bạn lập tiến độ, các bạn sẽ gọi nó là item, là những cái đầu việc, những công việc. Hoặc các bạn nó gọi là những cái task, là cái nhiệm vụ, TASK. Sau này chúng ta sẽ có rất nhiều cái từ chuyên ngành. Nào, một bạn nào có thể giúp thầy nào?
liệt kê ra nào. Đấy, chúng ta chỉ có mảnh đất của tôi cho các bạn đất sạch rồi nhá. Ok, so no more brown side. Brown side là những cái đất mà vẫn còn tranh chấp, vẫn còn những cái gì nó chưa giải tỏa, bạn gọi là brown side. Còn chúng ta là clean, đất rất sạch rồi, không tranh chấp rồi, đúng không? Chưa phải chỉ có mặt bằng các thứ chuẩn bị xong hết rồi. Được chưa? Những cái phần mà chương 3 sẽ nói chuyện nhau xong hết rồi. Bây giờ tôi chỉ yêu cầu các bạn là liệt kê cho tôi những cái đầu việc mà để sau đó ra được cho thầy một cái hố móng hoàn chỉnh. Em thầy, Rồi ạ, thầy nghe. ban đầu là thuê thầy cúng á. À ừ, ok, thầy cũng được, thầy thích điều này. Ok, love it. Này bạn này là sau này đứa nào cưới được nó là tốt đấy nha. Thì suy nghĩ mẹ toàn đấy. Tiếp tục Tiếp ạ. theo là giải phóng á, tức là đập hết những cái cũ đi. À cái này thì thầy vừa nói rồi, chúng ta có đất sạch rồi, À, cái đất sạch. đã xong hết rồi. Tính ra Bố thầy cũng nên là sạch rồi. chuẩn bị về máy móc, về nước, điện, thiết bị và nhân lực. Ok. Good one. Tiếp theo là định vị các cái móng nhà theo cái hồ sơ thiết kế. Bên mắt thấy nào Đúng không ạ? continue please, nói Xong nói rồi. nói thoải mái nhé, xong rồi thì thầy sẽ gọi là fix chỉnh lại một xíu. Đang đúng đấy, đang đang rất hấp dẫn đấy, tiếp tục đi ạ. Sau khi định vị thì là mình có được khối lượng chiều sâu của móng nào, để sau đấy thì sử dụng máy móc và nhân lực thi công để móng á, để À, hoàn còn gì thiện nữa cái không ạ? hố. Còn gì nữa không ạ? Sau đấy em nghĩ là vận chuyển đất ra khỏi công trình Rồi, còn gì nữa không và ạ? thiết kế thép. Là thiết kế thép, cái hố móng có liên quan gì đến thép không? Em nghĩ là cũng có, tại vì là mỗi cái móng cọc thì là đều sử dụng thép với cả bê tông. À rồi ok, đi hơi xa quá rồi đúng không? Thầy nói rồi, chúng ta chỉ cần cái hố thôi. Vâng, thế thì thôi, bỏ Nha, cái cần bước cái hố đấy đi ạ. nào thôi. Cả đấy nha, sau này các bạn cũng rất lưu ý nha. Bạn nào có ý kiến khác so với bạn Hương Ly không ạ? Em thầy. Rồi, tôi nghe. Bạn NHDD là Đức à? Vâng. Ok rồi, Đức. Đây là về các công tác thi công của đào đất hố móng thì chia các bước cơ bản sau là đầu tiên là san mặt bằng ạ. San mặt Thầy bằng thì chị nói đi. sẽ dùng máy ủi hoặc máy san. Tiếp theo là đào đất hố móng. Thì đào đất hố móng thì lúc ấy sẽ xác định các loại đất, chia ra làm 4 loại đất ạ. Là đất cát, đất lẫn sỏi, đất pha cát, đất thịt, đất sét ạ. Sau khi đào đất hố móng xong thì xác định đào đất là đất xong thì là bước cuối cùng là đắp đất À, ok. Còn gì nữa không ạ? ạ. Không ạ. Em hết rồi. Ok rồi. Ok, cảm ơn bạn Ly và bạn Đức nhé. Thế thì nghe kỹ lại câu hỏi của thầy này, là để thi công một cái hố đào, vậy thì sản phẩm cuối cùng của chúng ta là một cái hố đào thôi. Như như bạn Đức bạn lại nói là lại đắp cả đất vào, thế thì còn gì cái hố của tôi nữa. Hoặc là như bạn Ly bạn này nói là đẩy sang cả công tác cốt thép, và bạn nói rằng là em thường thấy cọc của chúng ta thì có cốt thép của bê tông. Thế các bạn phải rất lưu ý, rất bình tĩnh khi trả lời này. Sau này đấy cũng chính là lý do tại sao vào đoán các thầy hay lườm hay quýt rồi thì hay gọi là không được cho các bạn, bởi vì các bạn không xác định rõ được mục tiêu câu hỏi đang hỏi là gì, đúng không? Đấy, tôi chỉ hỏi đến cái hố thôi, tôi chưa hỏi gì đến công tác cọc, công tác móng, gọi là công tác đài cọc, công tác đắp đất cả, chưa hề, đúng không? Đấy, là sau này các bạn đi làm các bạn nhớ rõ nhá, sếp giao việc gì mình phải phân tích rõ cái việc đấy ra, đúng chưa? Nếu giả sử bây giờ tôi chỉ cho các bạn bóc cái hạng mục là đào đất thôi, mà bạn lại nhét cả đắp đất vào thì rõ ràng là bạn đang bóc thừa các cái hạng mục đấy, hình dung ra chưa? Nhá, nên là khi mình trả lời mình cứ rất bình tĩnh thôi, trả lời đúng đến cái sản phẩm cuối cùng, hình dung đúng cái sản phẩm cuối cùng, dừng ở đấy đã. Rồi, thế thì bây giờ cái tôi hỏi các bạn là nó nằm trong các cái bước về kỹ thuật, nên vừa rồi lúc đầu bạn Ly bạn còn nói đến cái việc là em phải thuê thầy cúng các thứ, thì thật ra cái đấy cũng đúng, nhưng nó rộng hơn câu hỏi của thầy. Nó rộng hơn, thầy chỉ nói đơn thuần là về kỹ thuật. Kỹ thuật ở đây gồm cái gì ạ? Thầy đã cho em một cái đồ bài rất rõ, tôi có đất sạch rồi, nhưng không phải san gì nữa. Bước đấy tôi xong rồi, giải quyết hết cây cỏ rồi mồ mả rồi đá dăm rồi rác thải xây dựng tôi xử lý hết rồi,
đúng không? Bây giờ tôi chỉ vào tôi thực hiện là xong được cái hố móng, cái công tác của nó rất đơn giản thôi các bạn ạ. Tôi tiến hành đào, được chưa? Công tác kỹ thuật là đào, còn trong cái đào như thế nào chưa nói, cho tôi cái công tác là đào đó đúng không? Đào đất này căn cứ theo cái gì? Hôm trước các bạn cũng vừa mới nói rồi, căn cứ theo bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt đúng không? What we call is the approval design drawing, bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt đúng không? Approval. Now, what do we have in this drawing? Thì trong cái bản vẽ này chúng ta có gì ạ? We got the dimension or the size of structural component. Chúng ta có kích thước của các kết cấu, đúng không? Structural components là các kết cấu, được chưa? Especially in this case, we got the high caps dimension. But you can call it the foundation dimension. Các bạn có kích thước của móng. Ok. Now, from these numbers, từ những con số này, you need to calculate the size of foundation pitch. Thế thì từ cái kích thước của kết cấu này, các bạn phải tính ra cho tôi kích thước của hố đào. Đúng không? Thì cái việc tính toán kích thước hố đào đấy là cái việc mà chính các bạn QS, các bạn là kỹ sư kinh tế, các bạn xây dựng là Science Engineer, các bạn thì cũng tất cả đều phải cùng tính. Và tôi cá với các bạn một điều rất đơn giản là rất chắc chắn là ông tính nó sẽ khác nhau đấy. Cho 10 ông tính có khi ra 15 kết quả. Được chưa? Các bạn đừng nghĩ rằng cái chương 2 nhé, tí nữa sang chương 2 chúng ta sẽ có công thức tính. Mặc dù cái công thức tính này nó sẽ là một trong những cách tính thôi. Nhưng tôi khẳng định với các bạn là cho 10 ông tính ra 15 kết quả. Mà nó tính ra 15 kết quả thế nó mới là đúng ngoài thực tế các bạn ạ. Còn 15 ông mà tính ra 15 kết quả, 10 ông mà tính ra 10 kết quả như nhau thì chắc chắn là chỗ này có vấn đề. Ngược lại như thế cơ. Rồi nha. Thế bây giờ tại sao thầy lại phải tách ra? Thưa các bạn là tại vì cái hố đào kích thước của nó ấy sẽ khác so với kích thước của kết cấu. Các bạn biết tại sao không ạ? Can you tell me the reason why dimension of the pitch is different to the dimension of components? Tại sao kích thước hố đào lại khác kích thước của kết cấu nhỉ? Tại sao ạ? Thất đất xung quanh hồ nó nở ra. Không phải, chưa đến đoạn đất nở ra. Các em hình dung cho tôi nha, được rồi, để thầy kiếm cái hình này thì cho các em xem. Đấy, đây đây là cái sự tại sao thầy nói là học thi công, nếu như các bạn tưởng tượng được các bạn sẽ thấy mọi thứ nó rất hay. Như nếu như chúng ta không không chịu tưởng tượng trong đầu mà các bạn, nếu mà cứ chỉ gọi là ngồi mà nghe không ấy mà không có sự tưởng tượng ấy thì thưa các bạn đôi khi là thấy nó nhàm chán mà không hiểu tại sao thế. Các bạn chờ tôi 2 giây nhá, chờ thầy một xíu nha, thầy sẽ đi tìm cái hình, có một cái hình thầy rất tâm đắc, ăn trộm ăn cắp ở trên mạng rồi. Đây đây nha, các bạn nhìn rõ không ạ? Đây có phải là cái móng của chúng ta không, cái phần thầy anh đỏ đây này đúng không? Đúng 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 chưa? Học cơ đất nền móng rồi đúng không? Đây này, nó ra cái móng của các bạn này, đây là cái chân cột này, đây này, đấy, được chưa? Đây này, đấy. Đấy, đại khái nó như thế này, có đúng không? Có đúng thế không? Có đúng đây là cái cục bê tông của chúng ta không? Nhưng bây giờ để thi công được cái cục này các bạn ạ, thì người ta bao giờ cũng phải có một cái hố đào nó rộng hơn. Đấy, nếu mà thi công cái này thì bao giờ đào đất người ta phải đào rộng hơn như này. Nên cái khoảng không bên này để làm gì ạ? Người ta gọi đấy là working space. Đấy, working space. Nó là gì ạ? Cái khoảng hở, khoảng trống để thi công. Đấy. We need space for staff, for workers moving around. We need space to install the formwork system. Chúng ta cần những khoảng trống để đặt vào đấy một cái hệ khuôn xung quanh. Thì có cái khuôn này ta mới đổ bê tông, nó mới định hình được chứ. Đúng không ạ? Thế nếu như mà anh chỉ đào đất coi như là
kịch sát vào đây thì thưa các bạn là có thi công được không? Làm sao mà nhồi nhét tấm ván gỗ vào được, đúng không? Đấy, thế nên là cái bản vẽ thiết kế người ta mới chỉ cho các em là kích thước của cái móng này thôi, còn để ra được cái chi phí thi công thật thì bạn phải tính cho tôi cái khối lượng đất làm sao ạ, nó rộng hơn đây này. Đấy, đây là cái khối lượng đất sẽ phải đào đi này, đúng không? Đấy, toàn bộ cái phần xanh này là cái phần đất tôi sẽ đào đi, được chưa? Thế nên là không thể để tính. Nhiều khi nói chuyện thì hàng tôm hàng cá ngoài chợ là bảo là sau này tôi lại lấp đất ngược vào đây thì tôi chỉ tính cái lượng đất mà bị bê tông chiếm chỗ này, không phải đâu nhé. Như vậy bước đầu tiên là tính toán xác định kích thước hồ móng, xong chưa? Bạn sẽ tính ra cho tôi được đây, màu xanh là một cái thể tích đất, cái thể tích này nó vẫn đang nằm ở dưới đất thì tôi gọi nó là banh volume, là đất nguyên thổ, xong chưa? Vậy tôi bứng toàn bộ cái xanh này lên, tôi có một là cái công để đào, cái công để đào cái khối lượng đất xanh này, công đào, xong chưa? Chưa xong, ra chi phí chưa đủ đâu, bạn mà bóc bạn tính mỗi công này là bạn thiếu, là anh mới chỉ ra được khoảng đâu đó gần 1/3 cái chi phí để thi công cái hố móng thôi. Thế bây giờ bạn hình dung tiếp này, khi cái đất này đào lên thì có swell factor, đất nó nở ra, đúng không? Nở ra rồi sao nữa? Bạn lấy cái V loose volume này, bạn lại trừ đi cho V móng, bạn sẽ ra được cái gì ạ? Cái V mà đất tôi sẽ đắp ngược trở lại sau khi tôi thi công xong cái móng. Như vậy là ta sẽ có cái thứ hai là cái công để đắp đất, đúng không ạ? Công để đắp đất. Và cái công đắp này tính với cả V đất sau khi nở ra trừ đi cho thể tích của đài cọc, thể tích của cái móng. Xong chưa ạ? Tất cả vẫn theo được chứ? Chưa hết, để ra tiền vẫn còn một thứ nữa mà lúc nãy bạn Ly, bạn Đức, bạn ấy cũng đều nhắc đến ấy. Công để vận chuyển. Vận chuyển cái gì ạ? Vận chuyển cái lượng đất mà còn dư ra sau khi anh đắp. Anh phải vận chuyển, anh đổ đi chứ, đúng chưa? Đấy, đây gọi là các bạn đang bóc tách cái đầu việc để ra bạn ra chi phí thi công đấy. Tất cả hình dung ra trong đầu chưa? Chứ không phải ông tính một cái cục xanh ban đầu này ông nhân ra tiền, như thế là ông thiếu. Mà đây mới chỉ là những cái công gọi là về kỹ thuật thôi các em. Bây giờ các bạn thích bóc sâu nữa đúng không? Trong toàn bộ cái công đào, công đắp này bao nhiêu phần trăm là đào máy, bao nhiêu phần trăm là đào tay? Chưa hết, cái lượng đất bạn đào lên đây này, bạn có đắp ngay không? Anh có đắp ngay không ạ? Anh chưa thi công móng này thì anh đắp cái gì? Vậy thì bạn lại phải thuê một cái khoảng đất nào đấy, hoặc là bạn tính toán cái khoảng đất nào đấy, anh đổ đạm nó lên xung quanh. Thế cái mặt bằng này nó có tốn chi phí không? Nếu như công trình của bạn mặt bằng nó không đủ rộng ấy, thì thưa bạn không có chỗ để bạn để mặt đúng đất này đâu, thì đôi khi người ta phải thuê bên ngoài đấy, và đây cũng là chi phí đấy. Thế nên tại sao các bạn phải đi khảo sát mặt bằng trước khi bạn bóc tách là vì như vậy. Đấy, thế là thật ra có một số bạn kỹ sư kinh tế bạn hỏi thầy ơi, em chỉ ngồi em bóc hồ sơ, em làm trên bản vẽ thôi, em đâu có ra hiện trường mà em phải học kỹ thuật. Thì báo các em là nếu như em không đi khảo sát hiện trường, em không nắm được kỹ thuật thì đây là cái mà các bạn có thể hoàn toàn thiếu trong quá trình bóc dự toán này. Đấy, anh muốn biết dự toán chi phí bao nhiêu, trong đầu anh phải ra được một cái con đường rất thông suốt. Bạn dự tính một cái phương án cho một cái công tác xây dựng, anh chảy đầu việc ra, anh tính tiền cho từng đầu việc, đúng không? Hay thầy nói nôm na như thế này thôi, bây giờ bạn sẽ đi chợ trong đúng 50.000, hay là bạn đi chợ trong khoảng dao động từ 40-55.000, đúng không? Anh bao giờ anh cũng có một khoảng, và sau này trong chi phí các bạn, tôi không biết là bên đấy dạy như nào, nhưng tôi thì hay nói vui là cái khoản dự trữ, dự phòng. Có thể hôm nay giá nó xuống thấp một tí chẳng hạn, đúng không? Hôm qua kinh nghiệm của mình, một trong những cái phương pháp trong quản lý dự án người ta gọi là theo lesson learned ấy, theo kinh nghiệm đấy,
Thế em mua 5.000 cà chẳng hạn, ăn có hai đứa ăn không hết, thì hôm nay mua 3.000 thôi, thế là tôi rơi 2.000 thôi. Đúng không? Nhưng mà tính là 5.000, nhưng chẳng may hôm nay cà lại tăng giá, em mua phải 6.000 chẳng hạn. Thế anh cũng phải có một cái dự phòng. Được chưa? Người ta gọi là management reserve, dự phòng và quản lý. Cái dự phòng này cùng mặt có đưa vào tổng mức đầu tư không? Đó, thôi cái chuyên ngành này thì các bạn chắc là sẽ học vào kỳ sau thôi nhá. Nhưng mà nói qua để lấy cái ví dụ nhỏ và cái độ tơi phức nó ảnh hưởng này, ảnh hưởng đến cái quá trình vận chuyển này, đúng không? Thế trong cái vận chuyển này, thay lại ví dụ thì bóc cho các em này, vận chuyển này gồm những cái chi phí gì? Chi phí xúc đất lên xe chở, chi phí thuê xe chở, đúng không? Và chi phí làm sao để đổ đất, nó là chi phí về rác thải xây dựng đấy các em. Thế bây giờ bạn tính ra chỗ này là một cái V1 và bạn không nhân với cái square factor chẳng hạn, thì liệu bạn có tính ra chuẩn được cái số lượng xe cần thiết không? Đúng không? Cái V V V V banh column này bạn nhân ra 7 xe, nhưng mà bạn bốc lên là 7 xe, nhưng mà nhân với square factor nó lại thành 8 xe. Thế là đang từ thuê 7 xe thuê thành 8 xe rồi. Mà tất cả máy móc vật tư người ta thuê cho ca máy. Ô tô vận chuyển đấy bạn có thể tính theo chuyến được. Nhưng ví dụ cái máy đào đất chẳng hạn, đây này, trong quá trình đào này này, một ca làm việc là 8 tiếng, bạn thuê cái máy về bạn chỉ dùng có 2 tiếng, người ta vẫn tính cho bạn là một ca 8 tiếng hết. Thế nên đã thuê một cái máy về là phải cho nó làm đủ 8 tiếng, không thì là anh bản thân anh là người thiệt, đúng không? Đấy bạn nhìn thấy không, chỉ một công tác đào đất cơ bản mà anh phải bóc như này thì đấy mới là bóc đủ, được chưa? Thế tất nhiên là sau này để đơn giản cho các bạn thì người ta phải có cái định mức, và các bạn sẽ học cái môn gọi là môn định mức xây dựng, các bạn sẽ phải lập định mức. Thì thật ra bản thân cái định mức thì nếu như bạn, một là bạn tách riêng thành từng công việc như này, hai là bạn gộp chung các công việc lại và bạn có một cái hệ số quy đổi nào đó để bạn ra một cái đầu việc chung, đúng không? Thì sau này là sẽ có con số định mức để tính cho các em nhé. Được chưa? Cái này là định mức sau này các bạn sẽ học môn của bên kinh tế, các bạn học xong thì chúng ta không bàn ở đây. Được chưa? Thì lấy ví dụ thì các bạn nắm được chưa, thấy xây dựng hay không, đúng không? Và sau này ngồi có khi cãi nhau với chủ nhà mà đây các bạn bóc được dưới này chủ nhà không 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 không, không trượt đi đâu được, được chưa? Còn nếu mình không bóc được này nói nhiều chủ nhà người ta không nghe đâu. Rồi để cầm bạch. So, now look at this, there's some case, có một số trường hợp. Alright, we got the bank volume less, sorry, we got the loose volume less than bank volume. Có một trường hợp thì cái đất đào lên nó lại ngót lắm. Right, for example, we got the mud soil. Mud soil là gì ạ? Mud là bùn, đúng không? So when we take the mud out, what happened? The water in it runs out. Nước ở trong đấy làm sao ạ? Thoát ra, chảy ra. Then our volume decrease. Thể tích giảm đi. Ok chưa? Nào đất bùn đấy, nào vét sông Hồ đấy, đúng không? Ví dụ như bạn nào vừa để ý năm ngoái năm kia gì đấy, người ta thi công cái đoạn người ta nạo vét cái hồ Linh Đàm chẳng hạn này, đúng không ạ? Thì rõ ràng là phải đào cái lớp bùn ở dưới đáy hồ lên, đào cái lớp đất ở đáy hồ lên, đúng không? Khi đào lên thì nước nó sẽ chảy ra hết. Thì toàn bộ cái diện tích cần để tập kết đất rồi gì cái lượng xe để chở đất làm sao ạ? Bạn sẽ tính cái V đấy và bạn cho nó nhân square factor, nó sẽ giảm sụt đi, đúng chưa? Đấy, nhé các bạn lưu ý giúp tôi nhé, square factor hoàn toàn có thể âm được. The last property, cái tính chất cuối cùng, allowable flowing velocity. Ghi chú các thầy nhé, đây là vận tốc cho phép. Đấy, vận tốc cho phép. This factor describe the velocity of water running inside your ground without causing landslide. Đó, thầy paraphrase nhá, thầy không không đọc nguyên xi cái definition đâu, tôi đang làm sao ạ? À, tôi đang dùng số cái từ tôi thay thế đấy. Được chưa? Mình cố gắng nhá, sau này đi thi không không nhất thiết phải chép giống đâu nhá, đừng 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 nghĩ trong đầu chép, mình hiểu nào mình thuật lại bằng cái ngôn ngữ của mình, bằng cái từ ngữ của mình. Thế thì giải thích một chút này, định nghĩa nó nói rằng là đây là vận tốc
của dòng chảy. Dòng chảy đây là dòng nước trong đất, nhưng lại làm sao ạ? Cross no landslide or without landslide, cái gì ạ? Không gây ra cái hiện tượng sói lở đất. Ok chưa? Ok chưa? Nghĩa là gì ạ? Well, we always got some kind of water flowing underground. Thật ra thì dưới đất của chúng ta bao giờ có những cái mạch nước ngầm. Đúng không ạ? Thế thì cái mạch nước đấy nó chảy trong đất. When that water flowing, flows, if the velocity is too large, too much, then it will collapse your base ground. Dòng chảy nó mạnh quá thì sao? Nó sẽ gây sạt lở, gây sói lở bên trong cái lòng đất. Đúng không? And that causes the weak base. Nó sẽ tạo ra cái nền đất yếu. Thế thì bình thường các bạn có nhìn được, biết được dưới đất của chúng ta dòng chảy nó chảy như thế nào không? Không biết đúng không? Thế hôm trước thầy mới bảo là gì ạ? Còn đất mới biết nói năng đúng không? Các thầy cơ đất hàm răng không còn. Nên chính là vì như vậy. Thế thì may quá. They said that every type of soil, the green has a factor to resist, we call the resistance to that corruption. Thế thì bản chất những cái sự liên kết của các đất nó tạo ra một cái lực kháng lại cái sự rửa trôi đấy. Đúng chưa? Thế là người ta mới đưa ra cái tính chất này. Đất nó sẽ cho phép một cái dòng chảy có vận tốc xác định. Your soil will allow a specific velocity of soil going through it. Đấy, chạy xuyên qua. Nhưng mà cái cường độ của nền đất nó vẫn rộng, vẫn chặt. Đấy. And when we excuse ditching in our construction site, we want this factor high or low, guys. Chúng ta muốn cái thông số này cao hay thấp nào? Khi nếu mà giả sử đào đất ở ngoài công trường nào, theo em, cao hay thấp? Cao. Cao, chính xác. Con số này càng cao nghĩa đất của bạn càng cho phép cái dòng chảy thiết hơn, nó chạy qua mà không gây ra sói lở. Chứ bạn hình dung là tôi vừa đụng vào một trong những cái đất mà gây sói lở, nhiều đất cát của em, đào lên bao nhiêu cát nó dành lên bấy nhiêu. Thế một cái câu chuyện mà thưa các bạn là tôi cũng được nghe kể từ cái thời mà tôi K52 tôi đi học và các thầy đã kể lại cho tôi rồi. Bây giờ như cái câu chuyện này thì mình khó mà chứng kiến được. Đó là cái trường Bách Khoa hàng xóm của chúng ta. Cái thời những cái năm Bách Khoa mà xây dựng cách đây cũng phải cỡ khoảng đâu 40 năm tầm đó. Thì các bạn hình dung cho tôi là cái vị trí mà trường xây dựng trường Bách Khoa của chúng ta mà cách đây nửa thế kỷ như thế thì gọi là vùng ngoại thành Hà Nội đấy. Nó phải ngang với cả khu phố mới, cả cái phố đấy bây giờ cũng thành khu sầm uất rồi. Nếu như thầy lấy ví dụ bạn nào mà đi từ đây lên Xuân Mai Hòa Bình ấy, đi qua mấy cái đoạn danh trại quân đội ấy, buổi tối ấy, hoặc là về quê các bạn ấy, buổi tối mà đèn điện tắt hết các thứ, không có hàng quán gì mở cửa như thế nào ấy. Đúng không? Thì cái trường xây dựng của mình, trường Bách Khoa của mình cách đây khoảng 40-50 năm nó cũng như vậy. Cỏ lau tùm các thứ mà đi như là đi vào rìa rừng ấy. Đấy, cái thời đấy thì những lớp của Bách Khoa người ta làm thì người ta đào hố móng lên. Đúng như lúc nãy chúng ta vẽ những cái hình rồi. Nhưng mà có cái hiện tượng người ta gọi là cứ hôm trước đào thì hôm sau là đất cái cát nó lại dày lên. Nghe giống như là ma quỷ đúng không? Nghe sợ đúng không? Thế thì sau phải mời chuyên gia Liên Xô sang. Thế thì chuyên gia Liên Xô sang thì người ta mới yêu cầu là cho lên máy bay, bay một vòng. Việt Nam thì thưa các bạn là chúng ta là những con người thân thiện, mến khách đúng không? Người ta yêu cầu thì thôi cũng mời lên máy bay cho đi ngắm cảnh cái. Và cho bay một vòng. Thì xuống một cái thì người ta trả lời luôn. Đó là anh cứ đào hố móng rồi hôm sau nó dày lên bởi vì bên cạnh khu đấy là có cái hồ. Hồ công viên Thống Nhất của chúng ta, hồ Bảy Mẫu bây giờ đấy. Đấy các bạn ạ. Đấy các bạn, người ta nói thế là ta hình dung ra hiện tượng được chưa? Đúng không? Có một cái dòng chảy. Tất nhiên là phải hình dung là cái bối cảnh bây giờ, cái hồ lúc đấy nó không phải như cái hồ bây giờ mà nó được kè bê tông rồi thì đã được phát quang sạch sẽ các thứ đâu. Đã có hệ thống ống tiêu thoát nước các thứ, không có. Các bạn nhớ giúp tôi lúc đấy nó như hồ tự nhiên ý.
các bạn tìm cho tôi những cái ảnh về cái bờ sông ấy, hoặc là cảnh Hồ Gươm cách đây một thế kỷ ấy, thì cái hồ công viên thống nhất hồi đấy nó cũng như vậy thôi. Thế nên là nước nó mới ngấm, nó chạy theo những cái dòng chảy. Thì Bách Khoa nằm ngay gần đó, đúng không? Đấy. Thì đấy, các bạn cũng có thể bảo là thầy ơi, cái chuyện đơn giản như thế thôi mà cũng phải mời chuyên gia Liên Xô. Thì báo cáo các anh là cái công nghệ xây dựng từ nửa thập kỷ, nửa thế kỷ trước đến bây giờ thay đổi nhiều lắm các bạn ạ. Cái trình độ khoa học kỹ thuật của thời đấy và bây giờ khác nhau nhiều lắm đấy nhé, để chúng ta biết câu chuyện. Thế là quay lại bài học của chúng ta nhé, được chưa? Ở đây là cái đặc điểm này nói đến là cái khả năng mà cho dòng chảy chảy qua mà không gây xoáy lở đó, các bạn nhớ giúp tôi nhé. And the classification of shine construction, this one you do the reading yourself. Cái phần này thì các bạn tự đọc cho tôi nhé, được chưa? Thế sau khi kết thúc là có mấy tính chất ạ? Tóm lại là chúng ta có 5 tính chất, đúng không? Giờ 5 thôi, đúng không? Mỗi giờ này phải tiêu là 10 tính chất, chết rồi. 5 thôi. 5 tính chất là gì ạ? Tính chất này tính chất cơ lý nhá, không có một tí nào tính chất khoa học đâu nhá. Thực tế là còn nhiều hơn đấy. Trong cơ đất các bạn học nhiều hơn đúng không? Nhưng trong thi công bây giờ chỉ dạy có 5 cái thôi. 5 cái là gì ạ? Unit weight, đúng không? Cái thứ hai là gì? Moisture. Cái thứ ba là natural slope. Number 4 is wear factor. Finally we got the allowable flowing velocity. Đúng không ạ? Trọng lượng riêng, độ ẩm, độ dốc tự nhiên, độ tơi xốp và lưu tốc cho phép. 5 thứ thôi. Được không ạ? Còn mục 1.3 này này. Unit 3 here. We call it the classification of soil in construction. Tiếng Việt dịch ra là phân cấp đất trong xây dựng. Phân loại đất thành những cấp độ khác nhau gọi là phân cấp đất. Vậy bản chất của nó là sự phân loại chứ nó không phải là tính chất cơ lý. Đúng không? Ông nào mà vứt cái phần này vào tính chất cơ lý là thầy hòa gạch ngay đấy. Báo trước nhá. Được chưa? Đấy, đặt cái biển cấm này đánh dấu nguy hiểm nào, đúng không? Bây giờ là lúc là nghe con tim hay nghe lý trí đấy. Lý trí là ngồi học với thầy đúng không? Những lúc làm bài thi thì con tim lại đặt ở 59 giải phóng. Có đúng thế không ạ? Rồi, cái phần này thì các bạn tự đọc giúp tôi nhé, các bạn lưu ý này. Cái này rất lưu ý này. Ở đây người ta phân loại theo thi công thủ công. À, thi công thủ công không phải là 4 nữa nhé, nó là 9 loại nhé. Được chưa? 9 loại. Cái này thì các bạn mở ra trong cái tiêu chuẩn 4447. Cái phụ lục của 447 nó có tiếng Việt cho các bạn đấy nhé. Được chưa? Chỗ này dịch hơi sai một chút. À, thi công thủ công thì có 9 cấp đất. Nó phân theo các cái dụng cụ mà sử dụng để đào đất. Đó. Còn nếu mà phân loại theo excavator là phân loại theo máy đào thì có 4 loại. Phân loại theo máy ủi thì có 3 loại. Và phân loại đất dựa theo máy cạp, máy cạp là scraper, thì nó cũng có 3 loại. Nhá, thì cái này các bạn, cái phần này thì câu hỏi thi không có. Thầy cũng không bắt các bạn học thuộc lòng những bạn làm gì, cái chuyện đó là chuyện với bạn, đúng không? Thì chúng ta có thể là mở cái 447 ra. Nhưng phải lưu ý này này, tại sao thầy nhắc? Ví dụ sau này sang chương 4 ấy, người ta nói rằng là máy đào này dùng để đào đất cấp 3, cấp 4 thì bạn phải dở đúng cái bảng phân loại. Chứ không phải bạn lại dở cái bảng phân loại cho đào thủ công xong mà áp cái bảng đấy sang cho máy đào là sai. Nhớ chưa? Nhá, mỗi loại máy nó sẽ đi một cái bảng xác định. Một lần nữa cho này bạn tích nốt ra. Xem lại trong TCVN, Vietnamese Standard 4447, 2012, 4447, 2012. Nhớ, được chưa? Ok. Đấy. Rồi, thì bây giờ có lẽ chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng 10 phút. Quay lại chúng ta sẽ bắt đầu sang chương 2 nhá. Được chưa? Đi rửa mặt, đi làm cốc cà phê rồi cho tỉnh táo đi. Được không ạ? Vâng ạ. Vâng, rồi ok, mời các bạn nghỉ giải lao. Quay lại vào 8:05 nhé. Giờ 8 giờ sáng rồi nhỉ? Giờ chắc chắn là phải tỉnh rồi, đúng không ạ? Trừ mấy anh thua độ bóng đá hôm qua nhỉ? À, thầy có một cái chia sẻ nhỏ với các bạn thôi rằng các bạn thì đang trong cái độ tuổi là rất rất khỏe đúng không, người ta gọi là trẻ trâu đấy, nghĩa là có thể thức đêm cày đêm vừa học vừa xem bóng đá cũng như là sáng thì vẫn có thể đủ sức là dậy được.
Đấy, thế nhưng tuy nhiên rằng là cái công việc xây dựng bây giờ thì càng ngày nó càng vất vả. Thì có lẽ rằng là với những bạn nào mà chưa có cái thói quen dậy sớm buổi sáng ấy, thì có thể thế nhé, có thể thôi nhé, không bắt buộc, có thể tập tập thử dậy sớm buổi sáng và mình có thể bắt đầu ngày mới bằng một số cái bản nhạc nào đấy, đúng không? Mỗi người có thể có một cái gu âm nhạc khác nhau, nên là khoa học đã chứng minh rồi, thì có, mình tiếp xúc ngày mới bằng những cái điều tích cực như vậy thì nó sẽ tốt cho tâm trí, cho cái đầu óc của chúng ta thôi. Đấy, đấy cũng là một trong những cái cách mà bản thân tôi cũng phải tập một thời gian thì mới quen được. Thì mình nghĩ rằng là cách này thì cũng tốt thôi, mình có thể thử, đúng không? Đấy, có những người là dậy là phải mở nhạc rock ra nghe chẳng hạn thì cũng được thôi, đấy là do các bạn thôi. Đấy, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ hay hơn cái việc là 6 giờ kém, à 7 giờ kém 15 mà chúng ta đã phải ngồi làm việc với nhau với một mớ lý thuyết về kỹ thuật như thế này, đúng không ạ? Các bạn thấy cũng rất mệt và tôi thấy nó cũng cũng nhiều khi cũng thông cảm cho các bạn được. Yeah, thế thì đấy cũng là một cái chia sẻ các em nhé. Đấy, nhưng mà thầy cố gắng rồi thì các bạn cũng phải cố gắng giúp tôi. Yeah, chúng ta cùng làm việc với nhau thì tiến bộ như vậy. Cố gắng dậy sớm thêm một tí. Cũng may là học online thì chúng ta không tốn cái thời gian để di chuyển ở trên đường, đúng không ạ? Thế nhưng ngược lại là trong cái quãng chúng ta di chuyển như vậy thì đôi khi cũng giúp con người mình tỉnh táo được. Vậy thì cũng cố gắng dậy sớm, đi bộ khoảng độ 1-2 vòng đấy ngoài đường thôi nhé. Nếu như cái khu của các bạn là không bị cách ly, đó, phải cố gắng như vậy. Ok nào, we move on chapter 2, right? Calculation of earthwork volume, or we call it the estimate for earthwork volume, right? Yes, the agenda. Agenda là cái mục lục, nhé, cái nội dung. Agenda là cái nội dung của cái phần chapter 2, chapter 2, chương 2 mà chúng ta sẽ làm việc với nhau. First one, we can talk about the earthwork design principle. Chúng ta sẽ nói về một số cái nguyên tắc thiết kế, một số cái nguyên tắc cơ bản thôi. Các bạn nhớ giúp tôi nhé, một số nguyên tắc cơ bản. And secondly, we got the sequence, the procedure of the process to calculate the earthwork volume in place of block shape earthwork project. Right? And the last one, number three, is calculate the earthwork volume for long running shape earthwork project. Phần part 1, unit 1 ấy, bài 1 thì chúng ta sẽ nói qua một chút về những cái nguyên tắc cơ bản trong thiết kế công trình đất. Nhá, ở đây gọi là thiết kế thôi nhưng ở đây ta đi sâu vào cái phần là tính toán thể tích. Hay là khi bạn ra hiện trường ấy thì người ta hay nói chung là tính toán khối lượng. Các bạn ạ, khối lượng công tác, đấy, khối lượng công việc. Và cái đơn vị của khối lượng này thì sau này chúng ta sẽ lấy theo định mức. Ví dụ, khối lượng đất thì tính theo mét khối. Khối lượng bê tông tính theo khối, nhưng ví dụ như khối lượng đá chẳng hạn, gạch, xin lỗi em, khối lượng gạch chẳng hạn thì ta tính theo viên, đúng chưa? Đấy. Khối lượng cát thì tính theo khối, đúng không? Hoặc có thể tính theo xe, vân vân. Thì khối lượng ván khuôn thì người ta tính theo mét vuông. Thì bạn nhớ giúp tôi nhé, đó là trong tiếng Việt của mình đi ra hiện trường thì gọi là khối lượng thôi, nhưng nó sẽ lấy theo cái đơn vị của định mức. Cái bài thứ hai mà chúng ta làm việc với nhau thì sẽ diễn giải cho các bạn một cái quy trình thiết lập công thức để tính toán khối lượng đất cho công trình đất dạng khối. Và nhớ giúp tôi nhé, block shape là dạng khối. Thì cụ thể ở đây chúng ta có cái trường hợp là soil stock, xin lỗi bạn nhé, chữ này từ stock pile nhé, phải soil pile nhé. Rồi cái từ này lúc gõ nó bị lỗi một tí, soil stock pile. Ok. Đó, các bạn chỉnh lại chỗ này cho tôi nhé. Soil stockpile, được chưa? Foundation and soil stockpile. Nó là cái hố móng hoặc là cái đống đất, được chưa? Đó, tất nhiên là nó sẽ không có cái hình dạng gọi là chính xác như chúng ta vẽ ở trên 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 giấy được, đúng không ạ? Nhìn ở ngoài trông xấu xấu bẩn bẩn lắm, đúng không? Đó, nhưng tuy nhiên là đấy mới là xây dựng. Đó, các bạn nhớ giúp tôi nhé. Và unit 3, unit 3, bài 3 chúng ta thì cũng tương tự thiết lập công thức tính nhưng cho cái trường hợp là long running shape earthwork project là công trình đất dạng chạy dài. Thế thì hiện nay trong cái bộ đề của tôi thì cái phần 3 này tôi đã lược bỏ đi rồi. Thế các phần này các bạn có thể đọc để nắm thêm nhé. Nhưng tuy nhiên rằng nếu như đến cái thời điểm chúng ta thi mà bộ môn thay đổi đề chẳng hạn, lại đưa cái phần 3 này vào thì tất nhiên là mình cũng nên đọc qua để có được cái nguyên tắc cơ bản để mình làm bài được thôi.
bạn nhé. Nhưng thường thì các thầy hay bỏ cái phần 3 đi với lý do là bây giờ cái việc tính toán khối lượng đất của công trình chạy dài người ta không tính bằng phương pháp thủ công như chúng ta học ở đây nữa, mà người ta đưa lên những cái phần mềm để máy tính người ta tính đấy, thì nó dùng cái phân tích cái cách tính toán khác. Thế nên là phần này tôi cũng không, cái nào mà các bạn không tính tay ngoài tôi không muốn đưa vào làm gì cả, nên tôi ta cập nhật theo được chưa. Còn cái này trước khi thi tôi sẽ bàn kỹ lại sau nhé, nhưng về cơ bản hiện nay thì cái phần ba này tôi sẽ cho các bạn tự đọc thêm nhé, được chưa, tự đọc để mình biết thêm đấy nha, mình cũng nên có cái khái niệm cơ bản. Khuyên các bạn như vậy nhé. Okay, now, what is the first one? Earthwork design. We answer the question, how can we identify the size of earthwork project? Right? The size of earthwork project, we need to define it to calculate the cost, to estimate the cost. All right? Estimate is more precise word. Thì ta dùng cái từ estimate nó chính xác hơn cái từ calculate, được không? Bởi vì ở đây chúng ta đã nói với nhau suốt từ buổi hôm qua đến giờ rồi, đây chỉ là cái công tác là dự báo thôi, đúng không? Normally when we calculate this earthwork volume, what we have, the materials that we have in the drawings and maybe the construction statement, thì cái căn cứ mà chúng ta có lúc này để tính toán thường sẽ chỉ là những cái bản vẽ và những cái thuyết minh về biện pháp các bạn nhé. Construction statement ta gọi là thuyết minh biện pháp thi công, construction statement. Còn construction drawing chúng ta gọi là bản vẽ thi công, được chưa, bản vẽ thi công đấy. Thì đến giai đoạn này chúng ta mới chỉ có cái gì ạ, design and statement. We haven't execute practical work yet. Lúc này chúng ta chưa hề thực hiện một cái công tác của thực tế nào cả. Right? So we need to estimate what we gonna do to prepare. Đấy, chúng ta phải tính toán trước để chuẩn bị. Prepare what? As Hương Ly said at the beginning of this class today, we need to prepare the human resource, right? Manpower. We need to prepare the machines, equipment and tools. Also, we need to prepare the money for work. Đúng không ạ? Phải chuẩn bị cái gì ạ? Chuẩn bị nhân lực, chuẩn bị máy móc, thiết bị, công cụ thi công. Đúng không ạ? Chuẩn bị cái gì ạ? Chuẩn bị tiền, chuẩn bị chi phí đấy. Đúng không? Also, other consumptions issue, for example, electricity, water for works and water for living conditions. Anh nhớ cái đó. Đúng không ạ? Một ngày trên công trường tốn những cái chi phí nào sau này, một lần nữa. Again, you guys are the one who need to define that. Các bạn chính là những cái người mà phải xác định được điều đó, phải tính toán được điều đó. Đúng không? Có phải đúng không? Học kinh tế các thứ cũng chỉ ngồi để tính như vậy, đúng không ạ? Và anh, after calculation, then when you improve yourself to higher level, then you can manage that. Đó, các bạn mới là kỹ sư ra trường các bạn tính toán, nhưng sau một vài năm các bạn làm sao phát triển bản thân, các bạn nâng mình lên cái tầm là tầm quản lý, đúng không? Chứ không phải ngồi tính đơn thuần nữa, các bạn phải quản lý. Anh mới chỉ tính thôi, nhưng sau này lên quản lý là gì? Nếu thiếu thì lấy ở đâu ra, nếu thừa thì điều tiết đi đâu, đúng không? Bài toán controls and management is a more difficult one. Đấy, cái bài toán đấy khó hơn rất nhiều nhá, các bạn lưu ý giúp tôi nào. Yeah, look at this. It's set for you, right? Have the quantity finalization for final inspection and accounting. Đấy, cái mục đích sau cùng đấy, được chưa? Là để anh kiểm soát được về khối lượng. Quantity ở đây là số lượng, đúng không? Thì bạn hiểu giúp tôi đó chính là cái khối lượng công tác, đúng chưa? For inspection cho cái gì ạ? Để cho cả cái công tác thẩm tra, công tác gì ạ? Accounting, cái accounting là kế toán đấy, đúng không? Công tác hoàn công sau này đấy. Yeah. And they state that, right, any earthwork project normally have big size and three dimension, right? Bạn đưa nó vào hình khối trong không gian 3 chiều đi. So you need to define its size. Can you do it correctly? Có thể tính một cách chính xác được không ạ? The answer is no. So somehow, they got you an example here. Look at this. This one is a chain excavation, a case of chain excavation. Đây là một cái trường hợp mà người ta sẽ tiến hành đào một cái rãnh, đúng không? Gọi là cái rãnh thôi, nhưng nó có thể là cái canal, dike, dam. Nó có thể là cái con đê, con đập, hoặc là một cái con kênh,
Đúng chưa? The simplest method. You imagine it like this. We define, we calculate the area of one cross section, and you multiply that area values to the item's length. Các bạn sẽ lấy ra một cái mặt cắt điển hình, a typical cross section, và các bạn tính diện tích mặt cắt đấy. You calculate the area of that cross section, then multiply it with the whole project length. Bạn nhân cái diện tích đấy với toàn bộ chiều dài của công trình. Như vậy là ra được thể tích không ạ? Đúng không? Thì đấy là cái suy nghĩ đơn giản nhất. Đúng chưa? Thế thì đây cái ví dụ này người ta đưa cho các em này. Đấy. You got the bottom length is small d, is b. And you got the opening dimension is a. Bạn có là diện tích đáy hố đào là b nhỏ. Diện tích miệng hố đào, kích thước miệng hố đào là a nhỏ. Đúng chưa? Nào các bạn nhìn này. Nhìn kỹ ở chỗ này này. Ở đây xuất hiện một cái giá trị gì ạ? M. M này là gì ạ? Có ai nhớ không? Bạn nào nói cho tôi biết nào. M này là gì nào? Độ xoáy. Chính xác ạ, đúng không? Tiếng Anh là gì ạ? Độ xoáy, đúng rồi, tiếng Anh là gì nào quý nào? Nhớ không? Em không nhớ. Ồ, tôi mở lại ngay bài giảng hôm trước ra khẩn trương. Lại em không nhớ một cách ngoan hiền thế. Biết em nhớ thì chờ em một tí. Đấy là câu trả lời mà tôi mong chờ chứ. Anh đang được dở mà. Chẳng lẽ chờ vào phòng thi mới dở. Chính xác, ok nhá. Đấy, những cái câu lúc này bạn bật ra được là sau này ghi nhớ nó vào trong đầu. Nhớ chưa? Đó. Đây chính là độ xoải. Đấy ạ, sliding factor. Đấy, sliding plane factor. Thế bạn sẽ nhìn này. Đây phải một tam giác vuông không? This is right triangular. Tam giác vuông là right triangular. Cái này học rồi đúng không ạ? Tam giác vuông đây. Đúng chưa? Thế thì cái độ mở đây này. Đấy, bằng m nhân h. Có ai thắc mắc gì không ạ? Tại vì m bằng cái gì ạ? M bằng b trên h. Hôm trước học là y bằng h trên b thì m bằng b trên h đúng không? Thế thì có m rồi. Đúng chưa? Có h rồi. Tính cái độ mở của cái dốc này là m nhân h. Hai lần m nhân h này cộng với cái b này thì ra là kích thước miệng hố đào. Đúng chưa? Đấy. Đấy, đây là cái nguyên tắc đấy. Đây này, lúc này ghi này slope factor này. Đó, hoặc thế cũng được nhá. Rồi. Đó, thì đây là cái cách chúng ta tính. Đúng không? Thế thì có A, có B rồi, có H rồi, có tính được diện tích của cái mặt cắt này không ạ? Tính được đúng không? Rồi, công thức này thì Hòa không nhắc lại đấy nhá. This one is an easy one. You got an equal bank on both sides. Bạn có hai cái bờ bên này, hai cái bank luôn, thì nói là cái gì nhỉ? Bank là cái bờ đúng không? Hai bên bờ bên này đúng không? Đấy, nó cùng cái cao độ. Now, in this case, you got different height level of ground on two sides. Hai cái bên bờ kênh của các bạn lại bị lệch cốt với nhau. Bài toán đặt ra vẫn chỉ là gì ạ? Tính diện tích của cái mặt cắt của chúng ta đây, cái phần xanh dương đây. Đổi cái bút cái, vẽ cho nó đậm lên. Đây, đây, chúng ta cần tính diện tích cái thằng này trong này. Đúng không? Thế thì đây là một cái phương pháp tính nữa đơn giản hơn người ta cho các bạn. A simple one. They define the area of larger shape. Đấy, người ta tính diện tích của một cái mặt cắt của thằng hình lớn hơn này. Thầy tính được không? Được đúng không? Này này. Cao trình của cái bờ số 1 này, cao trình của cái bờ số 2 này, H1, H2, cái này hoàn toàn là có trước rồi. Các bạn đã học môn trắc địa chưa? KTE có học môn trắc địa không? Có đúng không? Đúng không? Các bạn có những cái đường đồng mức đúng không? Đường đồng mức người ta gọi là topography. Hay gọi tắt là topo, T-O-P-O, D-O-P-O đấy, topo đấy. Topo line thì gọi là các cái đường đồng mức.
từ các đường đúng mức thì bạn xác định được các cái cao trình của hai bên bờ đây. Như vậy bạn có H1, H2. Anh tính được cả cái diện tích lớn ABCD đúng không ạ? Right? You got the area for ABCD here. And then you calculate the area for two small right triangular on two sides. Tính được diện tích của hai cái tam giác vuông nhỏ nhỏ hai bên cạnh này không ạ? Diện tích tam giác vuông bằng cái gì ạ? 1/2 tích của hai cạnh góc vuông, đúng không? Cạnh góc vuông bạn gọi nó là side. Cái này tiếng Anh nó gọi là side angle, right? Đấy. Cái này gọi là opposite line, tức là side line, side là cạnh đấy, đó. Thì cái cạnh dưới bên này cũng bằng cái gì ạ? M nhân H2, M nhân H1 cho bên trái. Đúng chưa? Cuối cùng anh có cái công thức tổng đấy. Thế thì đi thi đừng nhớ những cái lòng hoàng này. Sau này bạn gọi cái này là H1, H2, có HA, HB tùy các anh, đúng không? Nhưng cái này là cái cơ bản này, cái thầy khoanh ở trên này. Đấy. Cái này mới là cái cần nhớ này. Xong anh triển khai cái cần nhớ ra. Được không ạ? Các bạn hiểu nguyên lý chưa? Nhá. Sau này tất cả trong thi công ấy, đừng bao giờ nhớ những cái lòng hoàng ở dưới này. Nhớ cho tôi cái nguyên tắc cơ bản ở trên thôi. Đấy. Sau đó thì tự khai triển lại. Nhá. Nào. Sửa cái chỗ này thành 2012 nhá. Không phải 1987 nhá chưa? Nhớ chưa? Sửa thành 2012 nhá. Ghi chú vào. Nào. That's a chance. However, here are an example you often miss in practice. Đây là một cái ví dụ các bạn thường gặp trong thực tế này. Đấy, chính là cái ví dụ cách đây khoảng 30 phút thầy Hòa đã nói với các bạn. Tính khối lượng của một hố móng. Lúc này không phải tính khối lượng của một con kênh nữa nha, không khối lượng đất đào của một con kênh nữa, mà bạn chỉ tính khối lượng đất đào của một cái hố móng thôi. Và tôi mới nói lúc nãy tôi hỏi các bạn là cái quy trình đúng không? Cái bước đầu tiên của chúng ta là tính khối lượng hố móng. Đây, các bạn nhìn này. In this case, here is our pie cap that we take from our drawing. Pie cap. Để cho các bạn. Pie cap. Nhá. Cái đài móng của các bạn, bạn gọi nó là cái pie cap. Đài móng. Ok chưa? Đấy. Thế thì bản vẽ thiết kế cho các bạn là cái đài này. Đúng không? Đấy. Có đầy đủ các kích thước đây. Đấy. Kích thước đài là viện AM đúng không? Thế thì cạnh còn lại nó gọi là BM. A móng ấy. Đúng không? Sau này các bạn gọi là AF, BF, cái nào tùy các bạn nhá. Một lần nữa nha, thầy không kiểm soát cái việc bạn đọc ký hiệu. Đúng không? Anh nào vui tính chẳng hạn, ngày xưa tôi học toán tôi hay đặt gọi tam giác cần tìm là CAT đúng không? Tam giác còn là DOG, đặt thế cho nó vui. Đây các bạn nhìn, chúng ta có con giá trị này, giá trị đấy trong bản vẽ. AM. Now, what we need to calculate is the bottom side. We call it the capital A. How can we define capital A? Tính cái A lớn này bằng cách nào? Thế thì lại quay lại, các bạn phải dùng những cái kiến thức, nhớ nhé, thi công là kiến thức tổng hợp của các cái môn trước. Chúng ta biết rằng là gì ạ? Dưới cái đáy của pie cap, dưới cái đáy đài, bao giờ người ta cũng có một cái lớp bê tông lót. Nghe bao giờ chưa? Bê tông lót tiếng Anh là gì ạ? Lean concrete. Lean. L-E-A-N. L-E-A-N. Lean concrete. Cái lớp bê tông lót này dùng để làm gì ạ? Bỏ đi có được không? Phải có đúng không? Có thì người ta mới ra cái thiết kế đồ án này, cái nền móng đang học sau này các bạn sẽ có cả cái bê tông lót này đúng không? Bê tông lót này trường có chiều dày là H1 đấy kìa. Đấy, H1 nó bằng đâu đó khoảng 10 đến 15 phân tùy trường hợp. Đó, một trong những câu hỏi đoán nền móng các thầy rất hay hỏi là vai trò của cái bê tông lớp bê tông lót là gì? Chống mất nước ạ. Chống mất nước khi nào chống mất nước? Chống mất nước khi đổ bê tông. À đúng không, chống mất nước khi đổ bê tông, nước nó chạy đi đâu ạ? Nước nó sẽ ngấm vào đất và đi xuống ạ, thì mình cần bê tông lót để... Thế thì bạn có thể trả lời cái này nhé. Cái này nói tiếng Việt để các em nhớ thôi. Cái này phải tách ra. Nghĩa là trong quá trình thi công, mình nói rõ đấy, trong quá trình thi công
khi mới đổ bê tông vào trong ván khuôn. Thì lúc này lớp bê tông lót sẽ đóng vai trò là một cái lớp ngăn cách môi trường đất bên ngoài và vữa bê tông bên trong. Thì lúc này vữa bê tông dạo nước hoàn toàn có thể bị rỉ, bị ngấm xuống lòng đất. Còn sau này khi thi công xong ấy, khi mà bê tông nó đóng rắn rồi ấy, thì bê tông lót này nó lại lớp chống xâm thực từ dưới đất xâm thực ngược lên bê tông. Đấy, thưa các em. Để báo cáo các bạn ý, một điều là bây giờ bạn đổ cái móng xong, liệu nó có bị nứt không? Hỏi các bạn một câu thực tế, anh đổ bê tông xong nó nằm dưới đất, anh biết liệu nó có nứt không? Không biết được không ạ? Mặc dù chúng ta học với nhau, chúng ta nói với nhau là tôi thi công cái móng này rất tốt, tôi không muốn nó nứt, tôi đảm bảo nó không nứt, nhưng thực tế liệu anh có biết được nó nứt hay không? Tôi đố không nào trả lời được đấy. Nhất là đây không phải là móng của công trình to, móng của nhà dân. Các bạn đi xung quanh biệt, chắc chắn là xung quanh chỗ các bạn ở hoặc các bạn nào đang ở trọ trên Hà Nội thấy rất nhiều nhà bây giờ là bắt đầu bung tiền ra là xây mới, sửa mới đấy. Bây giờ khoảng đâu đó tháng 7, xây khoảng đâu 5-6 tháng lên Tết là vừa. Đúng không? Đợt vừa rồi dịch cũng không có cơ hội tiêu tiền, bây giờ mới tiêu tiền. Đấy, tầm này tầm bắt đầu xây nhà để ăn Tết đây này. Đấy, người ta đào hố móng đấy, toàn là gạch hạng B, gạch loại B, loại C, gọi là gạch phế phẩm đem ra để làm ván khuôn móng. Đổ xuống thế xong bạn nhìn toàn trộn thủ công, đổ thủ công, lấy ai nói gì về cái móng này không nứt. Nứt rồi thì sao? Nước rồi xâm thực nó ăn ngược lên, rỉ hết thép ở bên trong. Có đọc cái bài báo cái tòa 12 tầng ở Mỹ vừa sập không? Mà người ta nói rằng là có cái báo cáo từ 2018 đưa ra là một loạt móng công trình nền tầng hầm là bị nứt hết. Thế bạn ăn mòn của nước vào sắt thép rỉ, lúc đấy nó phá hoại từ dưới lên, nguy hiểm lắm. Đấy mới là chết dở. Đã chống thấm tầng hầm công trình sau này là một cái phần mà chết đòn kỹ sư bây giờ, nguy hiểm. Báo cáo các bạn thế nhé, quay lại bài học này. Đấy. So we got H here is the depth of foundation as design. Bạn nhớ giúp tôi nhá, sau này các bạn làm đồ án hình móng các bạn biết là các bạn sẽ phải tính cái chiều sâu chôn móng, bạn gọi nó là chiều sâu chôn móng. Cái chiều sâu đấy nó tính đến gì ạ? Nó tính đến mặt, bề mặt của bê tông lót. Còn chiều sâu hố đào ấy, thế này, the depth of excavation pit equal to simulation of capital S and the height of the depth of lean concrete layer. Đấy, chiều sâu đáy hố đào thì bằng chiều sâu chôn móng cộng với cả chiều dày lớp bê tông lót. Nói tiếng Việt thì rất dễ đúng không? Nói tiếng Anh thì nó hơi dài dòng do các bạn chưa quen. Là một lời khuyên của thầy Hòa nữa với các bạn, đó là khi các bạn trả lời, khi các bạn tập đọc những cái con số này này, những cái ký hiệu này này, các bạn nói chậm thôi, nói như tôi đang nói bây giờ, nói với tốc độ chậm thôi, nhưng hãy đọc đầy đủ tên của cái ký hiệu này ra, hiểu chưa? Các bạn cố gắng giai đoạn ban đầu thì mình thành cái phản xạ, và bạn đọc một cách đầy đủ chính xác thì bạn sẽ nắm được cái vấn đề. Đấy, còn khi sau này khi bạn nắm được rồi, bạn gọi tắt, nói nhanh thì là chuyện rất bình thường nhá. Nhưng bây giờ mà bạn ăn bớt đi thì rất có khả năng, rất cao bạn sẽ quên mất nó. Đấy, nhắc lại một lời tiếng Việt này: chiều sâu của hố đào bằng chiều sâu chôn móng cộng chiều dày lớp bê tông lót. Đúng chưa? Đấy, mang đầy đủ các đặc tính kỹ thuật. Thế ta xử lý được cái vấn đề chiều sâu của đáy hố đào rồi, vậy ta có cái kích thước là gì ạ? H, right? We got the capital H. À, sorry, we got the H here. Sorry, the normal H. We need to define the width and the length of foundation pit. Chúng ta phải tính gì ạ? Chiều dài và chiều rộng của cái hố đào. Including the bottom one and the opening one. Bao gồm phần đáy hố đào và phần miệng hố đào. The bottom is A, okay, letter A here. Now, look at this. A equal to AM plus 2 times of A1 and 200 millimeters. Kích thước một chiều nhé, tôi biết chúng ta chỉ nói một chiều thôi nhé, cạnh B tương tự nhé các bạn nhé. Một cạnh của nó sẽ bằng cái gì ạ? AM là kích thước của móng.
đúng không? Bạn nhớ cho tôi, kích thước của móng cộng với 2 lần cái khoảng A1 và cộng 2 lần cái 10cm này. 10cm này người ta gọi là gì? The expansion of lean concrete layer compared to our foundation. Nó là cái khoảng mở ra của lớp bê tông lót so với cái đài móng. Tại sao không làm cái bê tông lót này khít dịp bằng với cả cái đài móng? Làm bằng khó lắm các em, đúng không? Bao giờ mình cũng làm rộng ra cho nó dễ thi công, nó đỡ phải thắng áng, đỡ phải ứ lượng. Thưa các em, là nhiều công trình thậm chí là người ta đổ cái bê tông lót này còn kín cả cái đài hố móng. Sau khi bạn tính toán được cái A này, đến lúc thực tế thi công người ta lại đổ cái bê tông lót này kín luôn cả đài hố móng. Thế nên thầy mới bảo các bạn sau này kể các bạn tính thể tích bê tông lót ấy. Thể tích bê tông lót mà tính ra tiền chứ, đúng không? 10 phân lớp bê tông lót này nó là tiền cả chứ. Và bao giờ nó có độ xê dịch, chứ không bao giờ làm chính xác từng ly từng tí được, đúng không? Đấy. Thế bây giờ nhiều bạn hỏi thầy ơi, em lấy 20 phân cũng được tùy em nhé. Được, em lấy 30 phân cũng được tùy em, đúng không? Nhưng sau này em phải lý giải con số đấy với bên, ví dụ như bạn làm thầu phụ thì bạn lý giải với tổng thầu và lý giải với chủ đầu tư, đúng chưa? Anh lý giải được thì phương án đúng, đúng không? Đó. Tên A1, what's A1? You call it the clearance space or working space. A1 này nó chính là cái khoảng hở để thi công mà lúc nãy chúng ta đã nói chuyện với nhau, đúng không? Thế bạn hình dung cho tôi nhé, sau này đến cái chương 8 ấy, các bạn học ván khuôn ấy. In chapter 8, later, you study the components of foundation formwork. Then you will see many temporary structures will be installed in this space. Thế có rất nhiều cái kết cấu tạm được lắp đặt ở trong cái khoảng hở này. Chương 8, các bạn mở, có tí nữa học xong tối thì chiều về xong, mở ngay chương 8 và nhìn qua sẽ thấy ngay. Yeah. Is this A1? Is calculated here. Đây các bạn nhìn giúp tôi này. Cái A1 thì theo 447 đấy, nó cho các bạn cái giá trị để tính như này. Đấy, và lúc nãy thầy cố tình thì không nói, bây giờ thầy quay ngược thì nói đây này. Được chưa? Tóm lại, các bạn nhớ giúp tôi nhé, tiêu chuẩn thì cũng chỉ là cái gợi ý. Thực tế người ta thường lấy cái A1. Practically, they often set A1 at least a half a meter. Đó. Dựa trên kinh nghiệm ấy thì thưa các bạn là trên thực tế cái A1 này này, người ta thường để tối thiểu là nửa mét. Bởi vì báo cáo các bạn, cái giá trị nhỏ nhất mà người ta nói đây này, 0,2 mét ấy, là chỉ có 20 phân thôi bằng găng tay của các anh đây này. Đúng không? Găng tay này các anh đặt những cái con gỗ, những cái thanh chèn vào đây thì không còn cái khoảng trống để cho người thợ đi lại đâu. Nói một cách thô ra ấy, anh đo luôn xem cái bàn chân của anh dài bao nhiêu phân, đúng không? 20 phân nó có đứng được trong đấy không? Hình dung ra chưa? Nhá. Đấy. Học với tôi thì các anh phải tưởng tượng rất là nhiều. Và để tưởng tượng dễ thì tốt nhất là tôi hay nói vui là trên cơ thể mình có cái gì thì cứ lấy cái đấy ra mà ướm, đúng không? Đấy, xây dựng mình hay bảo là hơn nhau ở cái một gang đấy, hiểu chưa? À, như vậy tính được cái kích thước máy chưa? We already define the size of pit bottom, right? For the opening, again, very easy. Take the M multiple width H, đúng không ạ? Ta sẽ lấy cả chiều sâu hố đào nhân với cả độ xoải M. Thế thì mỗi bên có một lần MH thì bạn sẽ có là hai lần MH, đúng không? H thầy đang nói là H nhỏ. Đây này, cái H nhỏ này này. H nhỏ này bằng H lớn cộng với cả cái bê tông lót là H1 đây. Ok chưa? Như vậy là gì ạ? Bạn đã có được cả kích thước đáy nhỏ, kích thước đáy lớn. Xong chưa? Rồi. Đến đây. Nào. The basic principle to calculate is dividing your foundation shape into smaller piece, which we already have the mathematical formula. Cái nguyên tắc chung để tính một cái thể tích ý, hình lớn ý,
là anh chia cái hình cái khối lớn đấy ra thành nhiều những cái khối nhỏ hơn. Và bạn chia làm thế nào để những cái khối nhỏ hơn đấy chúng ta đã có những cái công thức tính toán sẵn rồi. Em hình dung ra chưa ạ? Bởi vì thực chất là liệu có bao giờ cái hố móng của các em lúc nào cũng vuông thành sát cạnh thế này không? Hay bạn hình dung cho tôi là anh tính cái khối lượng đất để anh đào anh làm cái bể bơi đi. Cái bể của anh có phải lúc nào cũng hình chữ nhật không? Mặt bằng có hình chữ nhật không? Chưa chắc đúng không? Nó chạy ngoằn ngoèo thì như nào? Nó chạy hình chữ L thì sao? Nó chạy rích rắc thì sao? Đúng không em? Đó nhá. Thế thì cái nguyên tắc chung của là người ta chia cái khối của anh thành những cái hình nhỏ hơn. Đấy, toàn bộ cái đống slide này cuối cùng thầy chỉ nói luôn với em một câu là chia thành cái hình nhỏ hơn để tính. And we calculate it using approximation. Dùng cái phương pháp tính làm sao? Tính gần đúng. Đúng không? Thì tính gần đúng như thế nào? Thì bây giờ đi vào unit 2. Okay, we move to unit 2 here. For the first game, block shape earthwork project. You know, you see. On your left side, you got a foundation pit, and on your right hand, you got like a stockpile. Thì hình bên trái đại diện đặc trưng cho một cái hố đào, và hình bên phải nó tương đương với một cái đống đất, đúng không? Cái đống đất của bạn người ta vẽ đơn cử như này. Những cái phần này người ta nói như này. Okay, we draw the height line from the bottom to the opening of the pit. Bạn kẻ những cái đường cao từ bốn cái đỉnh của đáy hố đào, bạn kéo nó lên miệng hố đào. Được chưa? Trong trường hợp này, in this case is A plus, B plus, C plus and D plus. Nó chính là cái bốn cái đường A phẩy, A phẩy cho đến D phẩy. So, this line divides your block shape into 9 smaller pieces. Như vậy nó sẽ xé cái hình của chúng ta thành 9 cái khối nhỏ hơn. Được chưa? We call them from V1 to V4. So you see, 2V3, 2V2. 4v4 and 1v1. Yeah, thì rất bình tĩnh nhìn vào đây thôi. Có phải là bạn sẽ có một cái khối V1 không ạ? Hai cái khối V2, hai khối V3 và bốn khối V4. Xong chưa? Ok rồi nhá. Đấy. Cố gắng tự nhìn vào này. Đấy, lúc này mình phải nhìn. Tự mình làm việc này. Còn nghe thầy đọc thế này thì nhức đầu lắm. So, our total volume equal to V1 plus 2V2 plus 2V3 and plus 4 times of V4. Đúng chưa? Right? Now, it is your duty to define the volume of each V1 to V4. Bây giờ các bạn chỉ có đơn giản là gì ạ? Tính thể tích V1 đến V4 cho tôi thôi. We got V1 is a box, right? So that volume equal to A plus H plus, we got here, A plus H plus B. A nhân B nhân H. Bạn ra thể tích V1 rồi. Và đúng thế không ạ? Dễ đúng không? Ừ, cái này về phải thử làm một lần nhé. Các bạn chỉ cần làm ra giấy, tự lấy giấy bút ra, các bạn ghi một lần ra thôi. Em nắm được nguyên lý của nó là mình làm đúng. Bây giờ thầy Hòa làm tiếp này. I bring 2V3 all together. Thầy chập hai cái thằng V3 này với nhau. Thầy có hình gì ạ? We got another box. Có đúng không ạ? Tự úp hai thằng V3 với nhau, thầy ra một cái hình hộp nữa đúng không? Thế thể tích của hai lần V3 bằng cái gì? Đọc cho thầy nào. Các bạn tự đọc tự nhẩm xem nó có nhẩm được không ạ? Hai V3 chập với nhau, mình sẽ có là B nhỏ nhân H nhân cái gì nữa? Cái cạnh nhỏ nhỏ này tính được không?
đây này, hẹp nhỏ nhỏ đây này, tính được không ạ? Đây A trừ D ạ. Nó là cạnh C này, trừ A này, chia đôi. Đúng chưa? C trừ A ra còn hai cái đoạn cơ màu màu đây này. Chia đôi nó còn ra một cái màu này này. Đúng không? Dễ hơn thi đại học ngày xưa. Đúng chưa? Vậy thì 2V3 của thầy Hòa sẽ bằng B nhân H nhân với cả C trừ A chia 2. Xong rồi nhá. Thế tương tự này, 2 lần V2 bằng cái gì? Ngược lại. Đúng không? 2 lần V2 đây. Thầy cũng chập cái V2 này đây. Thầy có một cái hình box ở đây. Đúng chưa? Bằng cái gì ạ? Chiều cao là A nhân H nhân với cả gì ạ? Cái này là D đúng không? D trừ B chia đôi. Đúng chưa? Tiếp tục này. Thì kéo 4 cái V4. Đây là cái cách mà tôi đang nói cho bạn ấy. Trong vòng khoảng 5 giây trong đầu tôi nó vận hành như vậy. Tôi kéo 4 cái V4 này. Tôi kéo hết 4 cái thằng V4 này. Tôi kéo nó về một vị trí này. Thì thầy có cái hình gì ạ? Thầy có hình gì ạ? Hình chóp đúng không? Máy của nó là hình gì? Máy là hình vuông. Thể tích hình chóp bằng cái gì ạ? 1 phần 3 diện tích đáy nhân chiều cao. Đúng không? Vậy thì 4 lần V4 của thầy bằng cái gì? 1 phần 3 này nhân chiều cao này nhân đến diện tích đáy. Diện tích đáy của hình vuông bằng cái gì ạ? À, A bình phương đúng không? Làm cái cạnh nào đấy bình phương đúng không? Cạnh của chúng ta lúc này sẽ bằng gì ạ? C trừ A nhân với cả D trừ B. Đấy. Lập luận của thầy nó hơi khác cái lý thuyết ghi trong sách đấy, trong bài giảng đấy. Nhưng mà tôi đang chứng minh cho anh thấy là trong đầu tôi nghĩ kiểu này. Có nhiều cách tính. Đấy, khi mà thầy tính cô đường đất thì trong đầu thầy và thầy tôi đổ xé nó ra thành những cái hình nhỏ này. Xong tôi bảo vác những cái hình dễ tôi chập lại với nhau để tôi ra cái công thức dễ nhớ này. Đó, các bạn hình dung ra chưa? Đấy, trong đầu tôi làm việc làm kiểu đấy đấy. Thế cuối cùng bạn chỉ lấy em gì ạ? V cuối cùng bằng tổng cộng lại hết với nhau thôi. Đúng chưa? Đấy. Trong này thì người ta làm hơi khác đấy. Người ta lại tính từng hình nhỏ một. Đúng không? Đó. Thế nó có một cái trick này. Nó có cái mẻo để nhớ cái công thức này này. Bạn nhìn giúp tôi nhé. Bao giờ người ta cũng đặt cạnh A với cạnh C song song với nhau. Cạnh B với cạnh D song song với nhau. Để cuối cùng nó ra công thức. Nếu như bạn đặt như thế này, nó sẽ ra công thức là H chia 6 nhân với cái tích lớn là AB cộng CD cộng với cả A cộng C nhân với cả B cộng D. Đấy. Các bạn thấy tôi làm này có dễ nhớ không? A đi với B này, C đi với D này, xong tôi lại đảo ngược lại thành A đi với C, B đi với D này. Xong. Bạn nhớ rồi nhá. H này thì bao gồm cái gì ạ? H này bao gồm là H của móng cộng với cả H của bê tông lót đi nhá. Đấy. Nhớ chưa? Chứ không này chiếu thẳng với cái hát của cái bài trước thì là sai đấy. Đây là một trong những cái bẫy mà đặt ra cho các anh ấy. Nha, phải hiểu cái hát này là tổng những cái gì. Ok chưa? Nào, đến cái công thức này. Cả lớp mình có vấn đề gì không? Không ạ. Ừ, rồi, nắm được nhá. Đấy. Đó, cách thức nó đơn giản như vậy thôi. Cách thức nó đơn giản như vậy thôi nhé. Còn sau này các bạn có thể học cái kiểu là nhớ theo sách giáo trình dạy cũng được, bạn tính toán theo kiểu thầy Hòa dạy cũng được, hoặc là bạn tự tính ra một cái phương pháp khác cũng được, tùy các bạn.
Cái quan trọng rằng là các bạn hình dung cho tôi sau này cái việc các bạn tính toán là tính ra được cái khối lượng đất nằm trong cái hố móng này. Và giống như cái ví dụ đầu giờ tôi nói với các bạn ấy. Đấy, các bạn biết những cái đầu việc là gì? Ra được cái cùng chi phí là bao nhiêu? Các bạn móc thiếu đầu việc là chết, chứ còn cái việc tính toán cái khối lượng đất này nó chỉ là bài toán hình học. Bài toán hình học này vô cùng đơn giản. Mà thực ra là người ta chấp nhận cho các bạn tính có sai số. Em ạ, chấp nhận tính có sai số nhé. Tại sao thầy Hoàng nói thế? Thì các bạn ạ, chúng ta đang vẽ một cái mặt cắt hố móng nó phẳng như thế này. Nhưng thực tế khi thi công ấy, nó có thể ngoằn ngoèo như này. Đấy. Đấy, nó còn không phẳng như chúng ta muốn cơ. Đấy, đây là cái hố thực tế này. Nên cho các bạn có sai số là vì như vậy. Nhé. Nó không đẹp như những gì chúng ta vẽ đâu. Thế nên là nó dẫn đến một điều như này này. Sau này làm bài thi ý, vẽ tay thôi. Không cần phải thức kẻ, ngồi kẻ từng tí một với thầy Hòa đâu. Nhá. Vẽ tay nó nhanh. Nhưng tất nhiên là cũng đừng vẽ xấu quá. Đúng không? Một. Thầy nói vui cho các bạn một tí này. Nhưng cũng nhớ bài học cuộc sống như này. Đây người ta gọi là phương pháp giao tiếp. Communication method. Thì trong giao tiếp chúng ta có verbal là dùng miệng. Đúng không? Writing là viết chữ, viết tay ra. Email là đánh văn bản. Mục đích của giao tiếp là gì? Quản lý giao tiếp là một trong 11 tiêu chí của quản lý dự án đấy các bạn nhé. Giao tiếp có nghĩa là nói chuyện, nói cho nhau nghe, nói cho nhau hiểu thì gọi là giao tiếp. Chứ còn tôi nói các bạn không hiểu đấy cũng không gọi là giao tiếp. Đúng không? Anh dùng body language, ngôn ngữ cơ thể, ngôn ngữ tự hình như gì, nhưng mục đích là anh khiến cho đối phương, khiến cho người đối diện, khiến cho đối tác hiểu mình muốn thể hiện điều gì. Các bạn làm bài thi đối với tôi cũng là một dạng giao tiếp. Vậy thì ít nhất hãy để cho thầy đọc được các bạn đang viết cái gì. Với những người nào chữ xấu ấy, viết chậm lại một chút nhưng cố gắng viết đều. Rồi sau này khi các bạn làm hồ sơ ấy, chúng tôi hay nói với nhau rằng sản phẩm cuối cùng phải là vở sạch chữ đẹp. Chưa biết các anh làm đúng đến đâu, nhưng anh đưa lên một cái đống rác thì người ta không ai đọc đâu. Các bạn viết một cái email, có thể cho thầy, có thể cho bạn của các bạn, có thể cho email xin việc sau này. Trước khi người ta mở cái CV của các em ra, hôm trước chúng ta nói về CV mà. Nhưng mà trước khi người ta mở cái CV ra thì người ta đọc xem trong thư bạn viết cái gì. Đó. Nhá, thế thì còn 10 phút cuối đây, cái phần chương 2 coi như thế này là xong nhá. Cái phần calculation of long running shape này về các bạn cũng tự đọc giúp tôi. Đấy, còn mấy phút cuối thì tôi xin các bạn mấy giây tôi nói qua các bạn một tí cái điều này. Tôi sẽ mở cho các bạn xem cái form mail của tôi. Để lấy ví dụ cho các em thôi. Cái này thầy nghĩ rằng là một cái quan trọng để nhắc các bạn thôi. Đây, mail đây. Làm việc rất nhiều. Đúng không ạ? Thì báo cáo các bạn là tôi cũng đã từng nhận được những cái email mà thuộc dạng là không thể chấp nhận được. Đó, không biết là còn cái mail kiểu như thế để ở đây không? Đây, ví dụ như là đây là 62KTE mà lúc đấy đi học offline thì thầy cũng có cho các bạn ý làm cái bài bonus đấy. Không biết là anh Long có nhớ nhiệm vụ hôm qua tôi nói gì với anh không? Long tỉnh ngủ chưa? Dạ có thầy ạ. Ừ rồi ok, nhớ nhắc các bạn nhé. Thì đây là cái sản phẩm của 62KTE từng gửi cho thầy đây. Để lấy ví dụ nhé. Để xem nào. Đây là một trong những cái email mà thầy cũng phải sửa đây. Cái phần thầy đang bôi xanh trên này nó gọi là tiêu đề của email. Đúng không? Thì tiêu đề email đây là một trong những cái tiêu đề mà thầy đánh giá là tệ. Được chưa? Và đây là cái nội dung email, nó không phải là quá tệ nhưng tóm lại là tệ. Đấy. Và đây là cái file các bạn gửi cho tôi đây, đặt tên file thế này là cũng hỏng. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Phần tối thiểu các bạn nhìn này, khi tôi trả lời email các bạn này. Cái cấu trúc của một cái email rất rõ ràng, bao giờ cũng có thể cái phần đầu bạn ghi là em chào thầy đúng không? Hoặc là bạn dùng tiếng Anh cũng được, dear gì đấy. Sau đó bạn viết cách hẳn ra một dòng cho tôi, để cho người ta dễ đọc. Và cuối cùng bao giờ cũng thế này, cái này tôi luôn khuyên các bạn này, nên tạo một cái chữ ký ở trong phần mail và có những cái thông tin cơ bản của các em. Đấy. Thế so sánh xong rồi cái mail các bạn gửi cho thầy này trông nó rất cụt thung lũng.
Và bạn nghĩ xem, nếu tôi là cái nhà tuyển dụng, tôi nhận được khoảng 2.000 cái email như thế này một ngày, thì tất cả những cái email kiểu này là tôi không buồn mở ra, vì nó thể hiện cái điều là bạn thiếu kỹ năng. Vì trong 2.000 cái email đấy, tôi sẽ chỉ mở 100 cái email mà có form mẫu nó chuẩn, trình bày ngắn gọn, xúc tích, đúng không các em? Nên là các bạn, tại sao em gửi thư xin việc rồi mà nhà tuyển dụng không phản hồi lại cho các em? Bởi vì người ta có đọc email của các bạn đâu. Bạn đã tự loại mình ra khỏi cái vòng gửi xe. Đây là những cái kỹ năng cơ bản, đúng không? À, các bạn bảo đây là email của các bạn gửi thầy. Đây, tôi sẽ cho bạn xem một cái email mà tôi gửi đi nó như thế nào. Đấy, lấy ví dụ nhé. Đây, tôi gửi đi đây. Cái này tôi làm việc rất nhiều. Đọc ví dụ. Đây đây. Đấy, ví dụ tôi làm việc với một giáo sư, đúng không? Bạn nhìn này, tôi viết rất ngắn gọn này, about về việc trên được supervisor, đúng không? Yeah, gì đấy, following the previous email, nói rất ngắn gọn, đúng không? May I ask, và cuối cùng chúc một cái ngày đơn giản. Bạn nhìn đây, cấu trúc rất đơn giản, đúng chưa? Đấy, đây tiếng Anh nhé, đúng không? Rồi tôi sẽ gửi cho bạn một cái, xem bạn một cái email về đây, cái email thầy gửi cho ban chủ nhiệm khoa đây về việc kết quả vân vân, đợt ngày bao nhiêu, đúng không? Tôi chỉ đưa một cái object rất rõ ràng, kính gửi ban chuẩn khoa, kết quả đào tạo, ngày, thông tin, và tôi ép tắt file vào đây, được chưa? Vì tất cả những cái email công tác nó chỉ ngắn gọn, xúc tích như vậy thôi, nhưng các bạn chia thôi thành những cái phần, đúng không? Đấy. Và khi người ta làm việc, người ta sẽ thấy rằng người ta thích đọc, giải quyết được vấn đề đơn giản. Tránh những trường hợp, thưa các bạn, là tôi gặp rất nhiều những trường hợp từ 60 KDE này, chẳng hạn này, MNE này, cũng có rất nhiều email buồn cười lắm. Mà xem nào, không biết là thầy cửa tìm những cái email kiểu đấy thì cũng hơi lâu đấy. Đây, một cái email này thì đánh giá là ít nhất là nội dung bạn ấy đầy đủ, nhưng mà trình bày nó chưa đẹp, đúng không? Nhưng có những email mà thưa các bạn là các bạn ghi một cái tràng gian đại hải nội dung lên đúng cái phần tiêu đề email như thế này, và xong đến phần cái phần đáng lẽ phải đưa nội dung vào thì bạn không viết cái gì mà bạn vứt vào đây một cái file, nó rất buồn cười, đúng không? Mà thưa các bạn là nguyên cái việc các bạn đặt cái tên file thì cũng nên có một cái chuẩn mực nào đấy các bạn nhé. Đấy, đặt một cái tên file nó phải có một cái chuẩn mực nào đấy, nên lưu ý một tí, được chưa? Ok. Thì đấy là cái thầy hôm nay thầy nhắc thêm các bạn về cái việc là trình bày cái email như thế nào để gây ấn tượng cho người khác. Thế thì tương tự như vậy, các bạn làm bài thi ít nhất các bạn cũng phải viết làm sao cho các thầy đọc có thiện cảm, không cần phải viết đẹp, nhưng phải viết để cho người ta đọc được. Nếu mà chữ mình to, chữ mình xấu ấy, canh viết cách dòng ra cho tôi, được chưa? Thế còn một cái chuyện này thầy sẽ nhắc khéo thôi, nó hơi buồn cười như thế này. Vẽ lên trên cái nền này nhé. Đây là cái tờ giấy thi của các em này. Xong rồi sau khi các anh viết này, đây là những cái dòng của các bạn viết này. Thế tự nhiên nó lòi ra nguyên một cái khoảng này, chả hiểu tại sao tự nhiên nó trắng này. Các bạn lý giải được không? Và các thầy đọc các thầy phát hiện ra ngay. Anh nào lý giải thử cho tôi nào. Tại sao đang viết chỗ này đều đều tự nhiên lại có cái khoảng chỗ này trắng phớ ra, cái phần này chéo này, chả biết cái gì. Có hiểu không ạ? Long thử lý giải cho thầy nó, Hoàng Vi Long nào. Dạ vâng ạ. Em nghĩ thì phần đấy à? Ừ, em nghĩ chắc phần đấy có thể là đang viết các dòng rất đều đi này. Đấy, đang viết các dòng rất đều tự nhiên có cái khoảng, tự nhiên chẳng viết gì để chống viết. Cười, đúng rồi, cười là nghĩ đúng đấy. Kê phao đúng không? Kê phao ra tấm chép đúng không? Thế là còn cái chỗ này nó lòi ra cái khoảng trống đây đúng không? Đấy. À, em thì em chưa rồi, em dùng phao nên em không biết đấy. À thế à, nhưng mà vâng đấy, cũng để nói cảnh báo cho cả lớp, thật ra các thầy đọc có thể biết ngay các anh chép hay không. Anh báo cáo các bạn là trong cái giai đoạn đầu của tôi đi dạy thì một trong những cái thầy có đây này. Đấy, nhé. Thế nên là các bạn viết đúng trong này thì tôi biết là phao viết cái gì cả thôi.
một năm cũng thu về được cái này nhiều lắm. Nên là có khi thầy cập nhật phao còn nhanh hơn các bạn. Một cái câu chuyện rất vui rằng là cách đây mấy năm khi tôi mới về trường ấy, rồi là mới về trường thực ra cũng có một thời gian là đi nghe giảng, đi thỉnh giảng các cụ rồi, các anh khóa trên rồi, cũng công tác ở bộ môn một thời gian rồi, thì tôi cũng đi ra gọi là chú gì à, 59 xây dựng không? Rồi cái thời đấy là còn có cái cô gì cô bán tài liệu này và hay vứt ở trong cái bút ATM ngày xưa là để ở ngoài ngoài mặt đường Giải Phóng đúng không? Rồi thì cái chú xe đạp gì đấy đúng không? Cũng hay bán tài liệu cho các bạn cạnh cái cô bán xôi đấy ở cổng cổng trường mình đúng không? Thì tôi cũng vào đấy tôi mua mấy cái tài liệu. Mua tôi cũng phải đứng trên phương diện của sinh viên, tôi phải đọc thử xem là các bạn đang mua những cái tài liệu gì.